Đội hình dự kiến PSG vs Man City: Messi đã trở lại, sẵn sàng đụng độ Guardiola. PSG quyết thắng Man City để phục thù cho thất bại trước Man City ở bán kết cúp C1 mùa trước. Messi trở lại sau chấn thương liệu có đủ giúp đội bóng Pháp đòi nợ thành công? PSG toàn thắng ở Ligue 1 kể từ đầu mùa. Trận hòa 1-1 với Club Brugge là trận duy nhất ở các giải cho tới thời điểm này mà họ không thể ghi ít nhất hai bàn thắng. Nhưng phía trước đội quân toàn ngôi sao của ông Mauricio Pochettino là Man City và Rennes, RB Leipzig, Marseille, Lille chờ đợi họ trong 4 tuần sắp tới. KSC đã trải qua 3 trận sân nhà liên tiếp không thắng ở Cúp C1 trong khi Man City vừa xuất sắc hạ gục Chelsea ngay tại Stamford Bridge trong trận gia quân ở bảng A Cúp C1 mùa này. City cũng thắng đậm RB Leipzig 6-3. 7 trận gần nhất ở các giải, City thắng tới 6 trận, ghi tổng cộng 24 bàn thắng họ cũng bất bại 10 trận sân khách gần nhất ở cúp C1. Đó là cơ sở để các cầu thủ của Pep Guardiola tự tin có thể hạ gục PSG lần nữa ngay trên sân khách. PSG vắng Angel Di Maria trong trận này vì án treo giò nhưng ông Pochettino có sự trở lại của Messi sau chấn thương. Sergio Ramos dự kiến tiếp tục vắng mặt nhưng tất cả những Levin Kujawa, Joan Bernard và Colin Daba đều đã trở lại tập luyện. Marco Verratti có cơ hội thi đấu và quay cũng mãn hạn treo giò. Nếu Messi chưa đủ thể lực để đá chính, Kreisler có thể được trao cơ hội thay thế siêu sao Argentina ở cánh phải còn ra lụi gì Naruma dự kiến bắt chính thay Killer Navas. Về phía Man City, cả Emerick Laporte và John Stone đều ra sân trong trận gặp Chelsea trong đó Laporte đá đủ 90 phút. Ở trận gặp PSG, Stone hy vọng sẽ được chọn đá chính. Nathan Ake đã ghi bàn trong trận thắng Leipzig và cũng sẵn sàng nếu được Pep trao cơ hội. Chưa rõ Alexander Zinchenko có kịp bình phục cho cuộc chiến với PSG không nhưng UK gần đầu gần chắc chắn vắng mặt. Fernandino từng chơi tốt trong trận đấu với PSG mùa trước có thể được trao cơ hội đá chính do Rodri gần đây gặp vấn đề về thể lực. Raheem Sterling và Ferran Torres cũng hy vọng trở lại trên hàng công của Man City. Cộng đội hình dự kiến, Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Herrera, Mbappe, Neymar, Man City, Eden, Walker, Diaz, Stone, Cancelo, P, Silva, Fernandino, Zebrin, Mares, Torres, Ruiz.